Video ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn cách kết nối tín hiệu từ những cái thiết bị mà không có đường layout các bạn nhé. Thì đây mình giới thiệu qua về cái đường cổng vào này, thì các bạn thấy là những cái máy mà nó có ba cọc này ấy, thì đây mình sẽ chỉ hai cái cọc chính này ấy, thì nó như truyền thống rồi thì các bạn dễ hiểu rồi, máy nào nó cũng có rồi. Còn cái những cái đời này ấy, là như con này, con hàng GB này, thì nó có thêm cái đường này, là cái đường kết nối trực tiếp từ đường super output các bạn nhé, là nó đã qua hết đây, chỉ việc khuếch đại lên thôi, chẳng như vang số chẳng, hoặc một số cái âm ly 5 chấm ấy, âm ly nó có cái đường super out ấy, thì cắm thẳng ở đây các bạn nhé. Cái này nó chỉ nhiệm vụ khuếch đại thôi, còn đây thì các cái đường truyền thống các bạn chắc biết rồi, cái đường output của các âm ly karaoke ấy. Còn các bạn chú ý cho mình một điều nha, thì mình trong quá trình sửa chữa có bạn đã đấu đấu nhà các bạn nhé, đấu cọc này, đúng là phải đấu cọc này và cọc này, có cái thì nó bố trí ngang, cái bố trí dọc nhá. Thế nhưng mà ngoài ra con này vì nó có, các bạn chú ý khi mà nó có đến bốn cọc như này, bốn cặp cọc như này, thì cái cọc này và cọc này nó là một các bạn nhé, in và out này, thì mình sẽ cắm vào in các bạn nhé, cắm vào out thì cũng được vì hai cái này nó thông nhau các bạn nhé. Đây mình sẽ đo các bạn nhé. Thì có trường hợp mà các bác em đấu vào, vô tình em đấu hai cái cọc của âm ly ra đấy, đầu ra của âm ly, trong trường hợp các âm ly nội địa ấy, nó không có đường ngay áo ấy, thì các bạn, các bác em đấu đấu luôn vào đây, mình sẽ đo cho các bạn xem, thì nó thông nhau các bạn nhé, nó thông giữa cọc trên này và cọc dưới này, thì mình đo cho xem. Đấy, các bạn nhìn này, đây đây nhá, đây mình để kim là nó hơi nó tầm này nhá, đây, đây mình để về khung các bạn xem này, đây nhá, mình sẽ đo cho các bạn xem, đấy, tức là nó thông nhau nhá các bạn nhá. Nên các nhiều bác không biết là đem đấu đây với đây là một vế phải, đây đây vế trái nhỉ, thế là thành ra là cháy âm ly các bạn nhá, phải thật chú ý cái này, mình đã gặp có trường hợp này, nhiều khi các bác cứ thấy đỏ, với thứ hai phải đấu đúng đỏ và đỏ đem và đen, đây các bạn nhìn để rõ này. Important này, chú ý là phải đúng vào cọc dương và dương nhé các bạn nhé. Đấy, những cái chú ý khi mà không các âm ly mà karaoke thì dễ rồi, thì chúng ta cắm thẳng ở đây thì dễ rồi. Còn trường hợp mà các âm ly mà chung như nội địa này, thì tí mình sẽ giới thiệu về cái này. Thì chúng ta cỡ đi qua đường output của âm ly các bạn nhé. Thì các bạn nhớ là chú ý cái điều này, không là giữa in và out này, các bạn sẽ phải cắm vào đường in này nhé, hoặc đường out cũng được. Nhưng mà các bạn đừng đem lấu hai vế, một cái vế phải vào in một cái ao là chập nhau. Đây với đây thực ra nó là đấu là một cọc, cái này có thể người ta làm cái này để kết nối ra một cái âm đi ra đây chẳng hạn, xong từ đây lại ra loa chẳng hạn cho nó thuận tiện. Nhưng mà đây chỉ rơi vào những cái máy mà thường đời cũ và của máy của chủ Mỹ hoặc Canada các bạn nhé, thì nó hay có cái kiểu như này. Nhưng khi các bạn nhìn thấy có bốn cặp cọc như này thì các bạn phải chú ý, không là sẽ bị nhầm sang chập và chết công suất đấy anh nha. Phải hai đường in này. Đây bây giờ mình sẽ giới thiệu một cách nhé. Còn nhờ khi mà kết nối các âm ly karaoke ấy, thì nó rất đơn giản, hoặc các cái máy như này này, cái kiểu dạng mixer này này, thì nó rất là nhiều đường output rồi thì dễ rồi. Không nói thì mình sẽ giới thiệu cách kết nối với lại những cái máy mà nội địa này, nó không có cái đường output như thế nhé các bạn nhé. Thì những cái đời như này này thì các bạn có thể, những cái đời như này thì có cầu chữ U này, hoặc không có cầu chữ U ấy, thì các bạn không thể lấy tín hiệu từ đây được các bạn nhé. Nếu các bạn muốn lấy như này ấy, thì các bạn lại phải đến kỹ thuật viên người ta mới trích ra cho một cái đường thì cũng được, trường hợp ấy là tốt nhất. Còn trường hợp nếu như không có các đường như này cả thì chúng ta sẽ đấu vào loa. Nhưng mà đấu loa các bạn phải chú ý là không là lằng nhằng là sẽ chập dây loa các bạn nhé. Thứ hai là cái vừa mình nói đấy, trong trường hợp mà có bốn cặp cọc loa ấy, không lại chập loa, mình đã gặp trường hợp mà nghe chết công suất các bạn nhé. Còn với những trường hợp mà nếu còn một cách nữa là mình vẫn hay hướng dẫn ấy, mình thấy nhiều khi trên mạng nhiều không có thông tin thì mình sẽ chia sẻ là chúng ta có thể lấy các cái đường output này hoặc rec out ấy. Cái này nó đề là output tiếp 1, tiếp 2 này nhá. Nhưng các bạn cắm vào một trong hai đường này cũng được, đều giống nhau.
Và thường những cái đường như này là nó sẽ kết nối với lại chản các bạn đang nghe C out, thì nó sẽ tín hiệu đấy cũng sẽ là out các bạn nhá. Đường là như thế. Cũng có một số đời thì nó không làm vậy, thì nó sẽ có cái chuyển mạch, thì tí mình sẽ quay mặt trước ra cho các bạn nhìn. Còn như cái đời này chẳng hạn thì các bạn có thể lấy đường này free arm out này, trong trường hợp mà nó có chuyển mạch như này. Khi mà các bạn chú ý này, khi mà cái chuyển mạch nó có ba gạt như này ấy, thì các bạn để thật chú ý, tức là đây các bạn nhìn như này, direct này, đây là nghĩa là kết nối thẳng nhá. Những cái đời này nghĩa là nó kết nối mà kinh suất là kết nối thẳng vào cặp V-Sign, không thông qua tụ nhá, để nâng cao chất lượng, không bị tổn hao các cái giải thấp và giải cao. Thường mà như thế cũng có một cái rủi ro này, là rất dễ là nếu máy mà chúng ta mà không tốt ấy, là có thể là làm ảnh hưởng đến ù xì công suất là một, hoặc cũng có thể có trường hợp chúng ta không biết là mà để em cắm dập dình ấy, khi mà đang có tín hiệu, tốt nhất những trường hợp này các bạn phải cắm cố định nhá, cắm free out cái này này, các bạn cắm sang thẳng đường này nhá. Đấy. Còn trong trường hợp mà những cái kết nối mà không với bên ngoài ấy, mà các bạn tốt nhất cả tới cái lớp cuối cùng rồi nhá, là đây là qua thông qua tụ, thì là nó không bị ảnh hưởng nhiều và chú yếu tố một chiều nhé, không phải làm nguy hại cho mạch công suất đấy nhá. Thì các bạn có thể dùng đường này trong trường hợp có chuyển mạch như này, còn cái u này thì mình chịu rồi, thì mình không có. Nhưng trong trường hợp cái gạt này cũng có một số đời nó gạt thì sẽ mất cái tín hiệu free out này, nhưng mà đa số là nó vẫn có các bạn nhé. Các bạn sẽ cắm từ đường free out này sang kia như bình thường nhé. Còn trường hợp nữa là như mình nói là cắm vào đường rec đây nha. Đa số các âm ly nó sẽ có như này, tép 1, tép 2 và play rec. Play thì tín hiệu in này, chúng ta nói chúng ta sẽ cắm vào cái đường rec này, và đằng trước máy chúng ta sẽ chuyển mạch, nó có một cái chuyển mạch rec selector đấy, hoặc là có đường thì nó đề là copy, có máy thì nó lại đề đây những cái này là đúc pin đây các bạn nhé. Các bạn có thể nhìn cái này, con này thì nó lại không đề là như con đờ lông 500 ra, thì nó lại đề là như này đúc linh các bạn nhé. Thì các bạn để ở vị trí giữa nhá, là so đó đấy, đấy các bạn nhìn nhá, đừng gạt lên hoặc gạt xuống, các bạn để ở giữa nhá, đúc linh đấy. Trong trường hợp đấy nó thì các bạn để giữa thì các bạn cắm ở cái đường rec out ấy, ở đường rec ở đằng sau sọ máy thế này, thì là sẽ có tín hiệu ra ấy. Nhưng cái nhược điểm của cái đường này ấy, là nó không có volume các bạn nhé, mà cũng không chỉnh sang bát gì cả, nên chúng ta tất cả chúng ta lại phải chỉnh ở trên máy các bạn nhé. Đây, trên máy này thông qua các cái chỉnh như máy này, như GB này, thì nó sẽ chỉnh crossover là chính là cái các tần ấy. Đấy, thì chúng ta lại phải chỉnh ở cái này nhé, và volume nữa, cái mức to khi mình là cắm cái kiểu red out ấy, thì là khi volume của âm ly nhỏ thì cái súp này nó vẫn to. Thế nhưng mà trong trường hợp mà chúng ta kết nối loa nó nguy hiểm ấy, thì chúng ta lên kết nối này các bạn, kết nối loa khá là nguy hiểm, mình nhiều trường hợp mình thấy là bị chập dây loa rồi. Các cái dây loa các bạn khi cái đầu này các bạn không nên cắt bằng nhau, không may nhà có trẻ con hoặc có con mèo ấy, nó cũng may nó va vào thì nó tụt ra hai cái đầu chạm nhau là chết công suất. Tôi nghĩ các bạn cắt chéo cái đầu dây loa ra nhá, thì không may nó tụt ra thì nó không bị. Còn như mình ấy là mình hay hướng dẫn ấy, là cắm đường rất cao này cũng khá là an toàn này, không ảnh hưởng nhiều. Cái free arm này thì phải chỉ trường hợp những cái máy có cái gạt như này thì chúng ta mới, mà có một số đời gạt thì ở đây nó mất luôn, nhưng mà đa số gạt nó vẫn còn cái đường free arm vẫn để như này nhá, là collect này, thì cái đường là free out vẫn có tín hiệu nhé. Như con máy cả này cả là vẫn có này, thì chúng ta cắm ở đây. Còn trường hợp mà không có cái này ấy, thì chúng ta cắm đây, hoặc chúng ta nhờ kỹ thuật viên trích ra một cái đường từ cái này ra, thì đến thợ ấy này đa số là người ta sẽ biết các bạn nhé. Thì khi mà lấy từ đây ấy, free out nó có một cái lợi thế này là chúng ta không phải chỉnh chọt gì ở cái súp đó, người ta để cố định volume thì nó sẽ ăn theo volume của âm đi. Nhưng mà còn cái nhược điểm của cái trường hợp cắm là rec ấy, là nó sẽ không có volume các bạn nhé. Cạn và giảm vỏ volume của âm ly đi rồi thì cái súp vẫn cứ to. Đấy là nhược điểm trong trường hợp mà chúng ta cân nhắc giữa việc lắp từ loa ra, nó có nhiều rủi ro, thì chúng ta sẽ cân nhắc chúng ta có thể lấy từ đây, vì mình gặp nhiều trường hợp ấy. Chứ còn về suy giảm tín hiệu thì không có bạn nhé, miễn sao các bạn cứ đúng đấu dương sang dương, âm sang âm,
bạn lấy một cái dây đỏ dây đen cho rõ ràng. Nhiều cái dây loa là nhiều khi nó không phân biệt màu rõ ràng, dễ nhầm pha các bạn nhé. Các bạn đấu đúng dương âm thì cũng không làm tổn hao công suất được, nhưng có điều này không cẩn thận nó sẽ bị chập, gây nguy hiểm cho công suất các bạn nhé. Chập thì lúc ấy là trở cá mà không rồi, thì là nhất là lúc cái volume mà có số 2 số 3 thôi là xẹp luôn các bạn nhé. Đi công suất càng lớn thì càng chập loa càng nhanh chết. Chỉ trong một tí thôi là thôi, là nếu chập ở ngay đây ấy, thì là chết ngay này. Còn nếu chập ở một mà dây loa nó dài ấy, thì mà vặn số 1 số 2 mà chúng ta kịp ấy ra thì cũng không chết được. Dây càng dài nó càng lợi thế các bạn nhé, mà càng nhỏ thế. Thường các cái dây loa này thường là to, nên các bạn phải thật chú ý khi kết nối cái kiểu này. Thứ nhất là đúng cọc, thứ hai đó là không để bị chập làm ảnh hưởng đấy. Chứ còn về tổn hao công suất này không các bạn nhé, chắc chắn là không ảnh hưởng gì về công suất cả. Còn có thể là khi cắm vào frame này, nếu trường hợp mà như này này có ba gạt này thì có thể là sẽ phối hợp không tốt ấy, sẽ làm suy giảm hoặc là làm gây nhiễu ù cho cái phần công suất của mi. Nên là tốt nhất ấy, chờ là nếu cẩn thận ấy, đến kỹ thuật viên người ta cho qua một cái tổ ấy, thì là sẽ an toàn nhất nhé. Để trường hợp này đấy. Còn trường hợp mà các bạn không muốn tham vào những nơi không có cái thợ người ta cũng có đấy, thì các bạn có thể cắm đường jack out này, hoặc như cái này này, hoặc các bạn đường tape output này. Thì trong những đây mình sẽ quay đường trước ra để cho các bạn sẽ chỉnh như nào. Đây như cái con Harman Kardon này nhá, thì là nó lại không có cái đường red out các bạn nhá. Thì thường ấy là nó sẽ lối với lại chạm ở đây chỉnh ở cái gì thì nó sẽ là ra ở cái đấy các bạn nhá. Đấy. Thì cũng có cái nó để chết ở một chỗ nhưng mà thường là không nhiều. Còn như đa số ấy là như này, nó có một cái đường red out hoặc đường copy như này. Có cái như để là red out selector. Và để là copy thì các bạn sẽ chuyển cái chuyển mạch này về cái chữ so này anh các bạn nhé, nhìn này mình sẽ chỉ nhá. Các bạn sẽ chuyển mạch về cái này, thì lúc đấy tín hiệu đang nghe ở mi là cái gì thì nó đây gọi là nguồn các bạn nhé. Thì lúc ấy ở cái đầu red out ở đằng sau ấy thì sẽ là cái tín hiệu ra ở đấy các bạn nhé. Trong trường hợp các bạn không muốn kết nối loa thì các bạn có thể làm này, rất là nhiều giải pháp, các bạn đến nhờ kỹ thuật viên có thể trích ra một cái đường đấy, lấy ra đấy. Như con đờ lông kia thì nó để là đúc linh ấy. Còn cái này như đề là copy, con đề là red out selector. Thì khi chúng ta làm vậy thì nó sẽ an toàn hơn nhé. Trong trường hợp này rất an toàn, nhưng có cái nhược điểm như mình vừa nói là khi mình volume nhỏ ở đây đi thì cái sub nó vẫn cứ kêu to. Mình lúc đó mình phải muốn thế, mình muốn đồng bộ mình phải chỉnh làm hai bước các bạn nhé. Thế nhưng mà nó có một cái lợi thế rất lớn ấy, là nó an toàn. Khi mà lắp bằng cổng loa ấy, thì nó không được an toàn. Còn trường hợp lắp này là an toàn nhất các bạn nhé. Hoặc nếu mang được đến thợ, người ta chích cái đường video ấy, ra một cái đường nào đó cho thì là cũng rất là ok các bạn nhé. Thì lúc đó người ta lắp cả tụ đó, thì cách đi về mặt một chiều ấy, thì không sợ lo về mặt trở kháng hoặc là về ảnh hưởng đến mạch công suất gì cả đến máy. Đây, bữa giờ mình giới thiệu các bạn cách kết nối của con súp này nhá các bạn nhá. Thì có mấy cái chú ý như mình vừa nói ấy, những cái trường hợp mà nó có bốn cặp này là một này đấy, thì các bạn phải chú ý không là sẽ bị nhầm lẫn. Thì các bạn nhớ đường in nào này nó rất rõ này, không là đến lúc lại cắm phải cắm vào đường in nhá các bạn, chứ đem cắm một cái cọc phải vào đây trái vào đây thì là thôi là chết công suất. Để các bạn nhìn nó in nào nha, các bạn phải cắm vào đây, RL này đấy nhá, không là sẽ là thành chết công suất. Thứ hai nữa là trường hợp không thích kết nối dây loa thì đấy, cái giải pháp mình vừa giới thiệu các bạn để cho chúng ta có nhiều lựa chọn hơn. Thì cái rủi ro mà khi mà kết nối từ loa ra súp ấy là cũng rất là lớn. Trong quá trình mình sửa chữa mình thấy là cũng nhiều trường hợp là làm cho chập dây loa. Còn về công suất thì không ảnh hưởng gì cả. Video của mình đến hết. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại các video sau.